Rồi, xin chào các bác nha. Bây giờ lại lên tiếp tục một con máy DC70 G Plus đời 2018. Thông tin của xe này là máy DC70 G Plus nè, 2007-760, giá 540 triệu, miễn phí vận chuyển toàn quốc nè. Rồi, đi lên đề xem nó bao nhiêu giờ nè các bác. À quên, đây là cái hộp khiển này nha. Khiển cây cần, lên xuống qua lại là khiển ở đó. Rồi, đến hiện tại là 429 giờ, đề nổ luôn. Mình nhóm ra ngoài chút cho các bác dễ xem nha. Rồi bây giờ mình đi thẳng vào động cơ bơm số luôn nha. Quá đẹp. Đây dàn chân lăng diên, xích diên, bánh tám diên, thân chữa có thân chữa diên hết, bánh tăng diên luôn. Rồi tiếp theo mình quay cái lường của cái máy cho bác xem, lường của cái hàm máy nha. Quá đẹp. Ở đây bên phần cu ro đây, tất cả đều mới, chưa có gì phải thay cả. Thùng đập thì còn rất là đẹp, nắp tủ lạnh thì rất đẹp luôn, nhưng mà nó bị gãy con ốc chỗ này rồi. Để mình kiếm cách mở ra cho bác xem nha. Rồi về mong cuốn thì con này chấp nước sơn sơ sơ thôi, chống băng tải thì quá đẹp. Nút cắt gì luôn nha các bác. Mấy con này thì tuyệt vời rồi. Còn đây là bên cái bồn. Ở phần này thì hơi móc khúc này một chút, chắc là do vận chuyển thôi. Cái đó mình làm là miễn phí. Tháo rời ra để hỏi cái gì tháo cùng ra để khách xem á. Xin cảm ơn các bác đã xem video nha. Thì các bác hãy đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ đăng tải tiếp những con máy còn lại nha các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều. Thì các bác muốn biết thông tin chi tiết thì xin liên hệ số điện thoại 0965566557. Rồi, cảm ơn các bác nha.